bản tin tuần qua, Facebook đổi tên thành Meta, các đồng coin Metaverse tăng mạnh. Vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, Facebook đã công bố đổi tên thành Meta. Meta là viết tắt của Metaverse, nghĩa là vũ trụ ảo. Tên gọi mới phản ánh rõ tham vọng phát triển từ mạng xã hội đơn thuần sang một công ty vũ trụ ảo của CEO Mark Zuckerberg. Các thay đổi với nền tảng Facebook chính hiện vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên thì tin tức này đã khiến những đồng coin thuộc hệ Metaverse tăng mạnh, ví dụ như là Accessibility, Decentraland hay là Sandbox. Thị trường NFT cũng sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới khi Facebook chia sẻ rằng NFT là một phần không thể thiếu trong kế hoạch xây dựng Metaverse của gã khổng lồ trong thế giới mạng xã hội này. Nền tảng Meta mới sẽ giúp mọi người dễ dàng bán NFT, hiển thị chúng trong không gian kỹ thuật số của họ và thậm chí là bán chúng cho người khác một cách dễ dàng hơn. Thứ hai, nền tảng thanh toán hàng đầu thế giới Mastercard sẽ sớm cung ứng dịch vụ tiền mã hóa. Vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, Mastercard đã thông báo chính thức trên website của họ về việc hợp tác với công ty tài chính Bob để đưa các dịch vụ tiền mã hóa đến gần hơn với khách hàng. Cụ thể là Mastercard sẽ chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng để khách hàng của họ có thể bổ sung các dịch vụ như là ví Bitcoin, thẻ tín dụng hay là thẻ ghi nợ được tích điểm thưởng bằng tiền mã hóa. Đồng thời, các chương trình điểm thưởng khách sạn hoặc là hãng bay cũng có thể dễ dàng chuyển đổi thành Bitcoin và Bob sẽ là nhà cung cấp các dịch vụ phía sau giám sát cho tất cả các hoạt động đó. Thông báo này có thể dẫn đến sự bành trướng đáng kể trong cách người Mỹ sử dụng Bitcoin cũng như các loại tiền mã hóa khác. Thứ ba, Tesla lại ám chỉ có thể chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa trong tương lai. Trong báo cáo quý tháng 9 vừa rồi, Tesla cho biết công ty có thể sẽ khởi động lại việc chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa cho các sản phẩm và dịch vụ của mình. Trước đó vào tháng 2 năm 2021, công ty đã mua vào một lượng Bitcoin trị giá là 1,5 tỷ đô la, đồng thời cho phép khách hàng của họ có thể thanh toán các sản phẩm xe điện bằng Bitcoin. Điều này đã tạo nên một tác động tích cực đến toàn thị trường tiền mã hóa và khiến giá Bitcoin bật tăng mạnh. Tuy nhiên, chỉ một vài tháng sau đó, Tesla đã thể hiện một màn quay xe đỉnh cao khi tuyên bố ngưng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin do các lo ngại về việc đào Bitcoin sẽ gây ra tác động xấu đến môi trường, và dĩ nhiên, thông tin này cũng gây ra tác động nhất định đối với giá của Bitcoin. Hiện tại, các thông tin về việc Tesla sẽ chấp nhận lại Bitcoin như một hình thức thanh toán vẫn chưa được công ty xác nhận chính thức. Thứ tư, lao vào Mimi trên thú, nhà đầu tư mất trắng 60 triệu đô. Đà tăng giá lên đến 400.000 lần của đồng tiền mã hóa Shiba Inu đã khiến cho phong trào ăn theo Mimi Coin trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thế nhưng, không phải dự án nào cũng mang lại niềm vui hay kết cục có hậu cho những người tham gia vào nó. Một dự án tiền mã hóa có tên là Anubis DAO ra mắt vào ngày 28 tháng 10 với chủ đề xoay quanh Anubis, một vị thần Ai Cập với đầu chó, đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư. Dù chỉ có một tài khoản Discord, một tài khoản Twitter với vài dòng tweet và không hề có website chính thức, các nhà đầu tư vẫn lao vào đồng tiền mã hóa này khi đã có 60 triệu USD bằng đồng ETH được đổ vào dự án. Thế nhưng chỉ khoảng 20 giờ sau khi mở bán, 60 triệu đô bằng đồng ETH được chuyển vào đồng token này để mua nó đã bị chuyển sang một ví khác. Có vẻ như dự án này đã biến thành một vụ lừa đảo ôm tiền bỏ trốn, hay còn được gọi là rug pull, khi cả nhóm phát triển biến mất cùng với tất cả số tiền của nhà đầu tư hoặc có một ai đó đã đột nhập vào và đánh cắp số tiền đó. Giá của token Anubis ngay lập tức tụt thẳng về không, đồ thị giá của nó cũng bị xóa khỏi website Cooper, nơi tổ chức đợt bán token này. Và cuối cùng là tình hình on-chain của Bitcoin. Nhìn chung, tình hình on-chain của Bitcoin vẫn rất là tích cực, thể hiện một tiềm năng tăng giá trong tương lai. Lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch tiếp tục giảm mạnh, các thợ đào vẫn tích lũy Bitcoin và không có dấu hiệu bán ra. Thêm vào đó, một báo cáo từ các nhà quản lý tài sản kỹ thuật số CoinShares công bố hôm 25 tháng 10 cho hay dòng tiền đổ vào các sản phẩm và quỹ tiền mã hóa đã lên mức kỷ lục vào tuần trước với con số là 1,5 tỷ đô la, đánh dấu tuần tăng thứ 10 liên tiếp khi tâm lý thị trường lạc quan nhờ việc các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ bắt đầu hoạt động giao dịch. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Đặc biệt là nếu ai chưa tham gia vào ngôi nhà chung Chill Crypto Community thì mình sẽ để link ở dưới phần description nha. Và đừng quên là chia sẻ cho tất cả những anh em bạn bè đang tìm hiểu về thị trường crypto, bởi CCC sẽ là một nơi mà có rất là nhiều những cái thông tin cũng như là kiến thức bổ ích dành cho mọi người đó. Ok, from CC with love.